Xin chào anh em đang theo dõi kênh Vinh Thành Audio. Và hôm nay tiếp tục giới thiệu với anh em về chiếc Mi Yamaha khủng long model là DSV AS1 nha. Dòng này thì nó sẽ có một cái size cực kỳ lớn luôn nha anh em. Những cái dòng Mi thông thường thì nó chỉ cao tầm khoảng là 170, nhưng với cái con này là 211 nha anh em, cả gang tay nha. Và chiều ngang của nó là 471 nha. Dòng Mi thông thường thì chỉ tầm khoảng là 420. Và đặc biệt là chiều sâu là 473mm luôn, size to khủng. Trọng lượng của nó cực khủng lên tới là 28kg. Đây là một trong những dòng âm ly đình đám một thời của hãng đã được anh em audio đánh giá rất là cao về chất âm của nó nha. Và đặc biệt là phần giải mã DAC, chiếc âm ly AS1 này thì nó đã đầu tư hẳn là 10 con chip giải mã DAC Pentra 1704. Và với một con Pentra 1704 thì nó sẽ có cái giá trị là trên 1 triệu đồng nha. Và riêng phần giải mã DAC của chiếc âm ly Yamaha AS1 này thì cũng rất là đáng đồng tiền anh em. Công suất là 420W khủng long nha. Biến thế nguồn cực to luôn. Dòng này thì nó sẽ có thiết kế là hai cái má nhôm ở hai bên, nhìn cực kỳ sang trọng nha anh em. Toàn bộ mặt trước được thiết kế là phay nhôm màu vàng chanh, đẹp long lanh luôn. Con này về thì trong tình trạng là đẹp long lanh góc cạnh hết luôn nha anh em, không một điểm trừ nào hết nha. Và nó sẽ kèm theo khiển zin của máy luôn, rất là đẹp nha anh em. Và toàn bộ giắc cắm được thiết kế là mạ vàng hết nha. Ở phía sau thì chút nữa em sẽ quay cho anh em xem. Và bên trong cái nắp cấp này thì đó là các chức năng điều chỉnh nha. Dòng này thì chỉnh được bass chép bằng cơ luôn, như là những cái dòng âm stereo, đánh loa A, B, A cộng B, chế độ 8 stereo, anh em có thể nghe nhạc bằng 8 loa khá là hay để chúng ta không lãng phí bất kỳ một cái loa nào khi ở chế độ nghe nhạc. Ở công suất loa 8 ohm là 150W một kênh loa, ở loa 6 ohm là 180W và ở loa 4 ohm là được 240W một kênh nha, vẫn cực kỳ khỏe luôn. Dòng này thì nó sẽ đánh là 8 kênh chính và 2 kênh phụ nha. Hai kênh phụ là sử dụng là 4 sò nhỏ nha, và 6 kênh lớn sử dụng là 12 sò lớn. Chút nữa em sẽ quay bên trong nội thất cho anh em xem để anh em thấy con này cực khủng như thế nào về công suất và cũng như là cái bộ giải mã DAC hãng đã đầu tư rất là kỹ lưỡng cho một cái chiếc âm ly đình đám nha. Rồi hiện tại là em đang kết nối cái cổng DVD, đây là cổng quang nha, và cổng CD là cổng analog, và em sẽ test chất âm luôn cho anh em. Một con đi khủng long đẹp long lanh luôn nha. Chế độ 8 stereo. Đó là cổng quang và cổng analog. Rồi cổng quang. Hai kênh. Thân chiến trinh từng vượt men nha, và hai loa center và center rear. Và một cặp loa rear. Và hai loa hiệu ứng loa phong nha. Rồi hoạt động ok mọi chức năng nha. Đây là cổng DVD, cổng quang anh em có thể lấy tín hiệu từ Smart TV xuống, và cổng CD, cổng analog ta có thể chơi nhạc từ đồ đĩa. Rồi em sẽ chuẩn bị một cái âm ly rời bên ngoài để test chức năng giải mã DAC luôn cho anh em nha. Và dòng này thì có luôn cái cổng rear out thì ta có thể sử dụng để làm giải mã DAC, còn bộ rẻ trong tầm giá với 8-10 chiếc nha. 10 chiếc giải mã DAC bên ra luôn nha anh em. Rồi anh em men out đây. Đây là cổng men out. Rồi súp điện thì anh em cắm vào ngõ súp woofer nha anh em. Rồi nó hoạt động ok nha, nó rung cái màn loa nhỏ thôi. Và một điểm đặc biệt ở chiếc âm đi này thì ở đây anh em sẽ thấy là rea và men in. Những cái dòng âm đi thế hệ cũ trước đó thì nó sẽ cần một cái cầu nối chữ U, ta sẽ cắm cầu chữ U này thì âm đi mới hoạt động nha. Riêng cái phần này thì hãng Yamaha đã làm cái chế độ là cầu chữ U tự động nha. Ta không cần cắm loa và ta chỉ việc kết nối là men out xuất sang một cái rê hoặc là cái lọc xì hoặc là văn số để làm giải mã DAC, sau đó nó sẽ xuất ngược lại chiếc âm đi này để làm chức năng men, và ta có thể sử dụng chiếc đi này làm hai chức năng rê giải mã DAC và chức năng men in, rất hay.
Đây là một trong những cái chức năng tiện lợi để ta kết nối karaoke, sử dụng toàn bộ những cái chức năng để làm giải mã DAC của chip đi này, giải mã xong và sau đó đưa qua văn số để xử lý tín hiệu karaoke và sau đó đưa tín hiệu ngược lại của chip đi này để làm cái chức năng làm men, rất là hay bởi vì công suất của con này cực khủng luôn nha anh em. Ở đây anh em sẽ thấy là toàn bộ sắt cắm là mã vàng nha. Đây là một trong những dòng khủng long mà hãng đã đầu tư rất là kỹ lưỡng. Thông số của chim đi Yamaha DSP AS1 điện áp 100V và công suất của nó là 420W công suất tiêu thụ điện nha. Dòng này sản xuất tại Nhật Bản luôn, máy tin xà băng. Hai má nhôm đẹp long lanh. Đây là nắp lưng của nó nha. Rất là đẹp nha anh. Dòng này rất là đáng sở hữu và sưu tầm nha. Hai cái má nhôm ở bên hai bên nữa. Nấm volume, kim loại rất là sang trọng nha, rất là sáng nha. 8 set radio, để thay đổi các chế độ thì anh em chỉ việc nhấn là effect và nhấn program nha. Chỉnh bass checker, đánh loa AP, A+B. Rồi con này thì rất là đáng sở hữu và sưu tầm nha anh em. Remote zin Yamaha luôn nha. Là cấu hình khủng long của con Yamaha AS1 nha anh em. Biến thấy nguồn cực lớn luôn nha, có thiết kế quạt trải nhiệt. Dòng này thì nó sẽ đánh là 12 sò đăng lớn nha anh em và 4 sò đăng nhỏ mỗi bên. Mỗi bên là 6 sò và 2 sò nhỏ, 6 sò lớn. Sò cực khủng luôn nha anh em. Khung máy mạ vàng. Và phần bên hông, đây là trái tim của chim đi Yamaha AS1 chứa đựng những cái chip giải mã và xử lý nha. Cấu hình rất là lớn nha, trọng lượng lên tới 28kg. Đây là hai cái trụ lọc nguồn nằm ở phía trong này. Khung xương má sạch sẽ sáng màu. Khủng long luôn nha anh em. Đây là phần bên hông má nha anh em, được lắp đặt trong một cái hộp chống nhiễu. Đây là phần trung tâm trái tim của chiếc MD Yamaha DSP AS1 nha. Khung máy mạ vàng. Đây là tất cả những cái chip xử lý và giải mã DAC nha. Hãng Yamaha đã đầu tư hẳn là 10 con chip giải mã DAC bên trong 1704 nha. Đây tổng cộng là 10 con. 1704 thì giá trị của chip giải mã này thì trên 1 triệu đồng một con nha anh em. Riêng cái phần giải mã DAC đã rất là giá trị nha. Và chất âm của những cái dòng giải mã DAC 1704 đã được anh em audio đánh giá rất là cao nha. Hiện tại là cái dòng chip này rất là hiếm có trên thị trường nha anh em. Chất âm cực kỳ hay. Khung máy mạ vàng nha. Hãng đã đầu tư lớn cho chiếc âm đi AS1 này luôn. 10 con, bên ra 1704. Máy khủng long luôn nha anh em. Nó rất là đẹp nha. Đẹp từ bên trong cho tới bên ngoài luôn. BCM 1704. Với chiếc đi Yamaha DSP AS1 trong tình trạng đẹp long lanh, công suất khủng long 420W, trọng lượng lên tới là 28kg, hỗ trợ kết nối cổng quang, anh em có thể chơi nhạc mạng, nhạc trực tiếp từ Smart TV và cổng analog ta có thể chơi nhạc từ đầu đĩa. Và với bộ giải mã DAC cực khủng 10 chip giải mã DAC bên ra 1704 thì rất là đáng đồng tiền để ta có thể sử dụng để làm giải mã DAC cực hay luôn nha anh em. Và với chiếc đi này thì ta có thể sử dụng để làm DAC riêng biệt nha, cũng như làm chức năng Ray Out và Man In, anh em có thể lắp thêm văn số vào để chơi karaoke, cũng như là sử dụng để làm phối ghép lọc xì nha anh em. Và cũng như là công suất khá khỏe của nó thì anh em vẫn có thể lắp thêm văn số, làm hai chức năng cục đẩy và Man In luôn nha anh em. Với chiếc đi Yamaha DSP AS1 trong tình trạng đẹp long lanh khủng long, rất là đáng sở hữu và sưu tầm. Với chiếc đi này thì em sẽ bán với giá là 8.200.000 đồng, giá chưa bao gồm phí vận chuyển. Anh em mua hàng vui lòng liên hệ tới số điện thoại 0834563852, em ship hàng toàn quốc. Anh em xem kênh ủng hộ em vui lòng nhấn nút đăng ký màu đỏ phía dưới màn hình để luôn nhận được những video mới nhất và nhanh nhất. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo.